lộ bằng chứng minh oan cho Hoài Linh, fan nghẹn ngào mong dư luận ngưng cay nghiệt, tẩy chay. Các fan của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mới đây lan truyền chứng cứ để minh oan cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Nhiều người cho rằng dư luận thời gian qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trở thành cái tên nhận nhiều chỉ trích trong thời gian qua vì vụ việc gần 14 tỷ đồng. Theo đó, sau khi kêu gọi quyên góp từ hồi cuối năm 2020, nam danh hài không hề công khai cách sử dụng số tiền trên. Nửa năm trôi qua, người dân miền Trung vẫn chưa nhận được tiền từ phía Hoài Linh. Dư luận cho rằng đây là hành động khuất tất, thậm chí nghi ngờ ông có ý định ăn chặn. Mặc cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lên tiếng trần tình, cộng đồng mạng vẫn không thấy thuyết phục. Nhiều người còn ra sức kêu gọi tẩy chay nam danh hài. Đây có thể xem là biến cố lớn nhất trong suốt hơn 30 năm làm nghề của ông. Giữa tình hình đó, mới đây fan của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh liên tục chia sẻ lại bài đăng cũ của ông hôm 31 tháng 10 năm 2020. Trong đó, họ tìm ra chi tiết đắt giá để minh oan cho nam danh hài. Cụ thể, khi đứng ra kêu gọi tiền xong, Hoài Linh đã thông báo đến khán giả, chúng ta sẽ cố gắng dùng số tiền này một cách hiệu quả nhất dù chỉ 1.000 đồng. Chúng ta nên ưu tiên cho các gia đình khó khăn, nhất là những gia đình vùng sâu, vùng xa và đồng bào các dân tộc miền núi. Tránh trường hợp những nơi được hỗ trợ quá nhiều, còn những nơi lại ít người đến. Linh xin phép quý vị chưa đi vội, vì Linh còn xin thêm sự đồng hành của những công ty mà Linh đã và đang làm việc. Vì chúng ta đã xác định là khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Càng thêm được nhiều sự chung tay, thì bà con miền Trung mình càng được nhiều sự an ủi cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong bài đăng trước đó vào 27 tháng 10 năm 2020, Hoài Linh chia sẻ, một lần đi một lần khó, nên Linh dự kiến sẽ về miền Trung sau bão và lúc ấy chắc số tiền sẽ nhiều hơn rồi. Có thể thấy, mục đích ban đầu của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là dùng số tiền kêu gọi được chuyển đến cho những người dân ở vùng sâu vùng xa. Ông muốn dùng tiền để khắc phục hậu quả sau bão lũ, bởi nhiều nhà hảo tâm, cơ quan chức năng đã vào cuộc cứu trợ ngay khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng đã thông báo mình sẽ không đi vội vì muốn có thêm trợ giúp từ các nhãn hàng, công ty. Liệu có phải dư luận đã hiểu nhầm ý của Hoài Linh trong đợt quyên góp lần này? Các fan sau khi tìm ra chi tiết trên liên tục kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh, không vội vàng quy chụp hay dồn ép Hoài Linh trong thời điểm này. Dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra thắc mắc, Hoài Linh xin phép không đi vội nhưng lại không cập nhật chi tiết dự định hay kế hoạch, 6 tháng trời ông im lặng cũng không phải là cách làm hay. Lộ bằng chứng minh oan cho Hoài Linh, fan nghẹn ngào mong dư luận ngưng cay nghiệt, tẩy chay. Các fan của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mới đây lan truyền chứng cứ để minh oan cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Nhiều người cho rằng dư luận thời gian qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trở thành cái tên nhận nhiều chỉ trích trong thời gian qua vì vụ việc gần 14 tỷ đồng. Theo đó, sau khi kêu gọi quyên góp từ hồi cuối năm 2020, nam danh hài không hề công khai cách sử dụng số tiền trên. Nửa năm trôi qua, người dân miền Trung vẫn chưa nhận được tiền từ phía Hoài Linh. Dư luận cho rằng đây là hành động khuất tất, thậm chí nghi ngờ ông có ý định ăn chặn. Mặc cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lên tiếng trần tình, cộng đồng mạng vẫn không thấy thuyết phục. Nhiều người còn ra sức kêu gọi tẩy chay nam danh hài. Đây có thể xem là biến cố lớn nhất trong suốt hơn 30 năm làm nghề của ông. Giữa tình hình đó, mới đây fan của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh liên tục chia sẻ lại bài đăng cũ của ông hôm 31 tháng 10 năm 2020. Trong đó, họ tìm ra chi tiết đắt giá để minh oan cho nam danh hài. Cụ thể, khi đứng ra kêu gọi tiền xong, Hoài Linh đã thông báo đến khán giả, chúng ta sẽ cố gắng dùng số tiền này một cách hiệu quả nhất dù chỉ 1.000 đồng. Chúng ta nên ưu tiên cho các gia đình khó khăn, nhất là những gia đình vùng sâu, vùng xa và đồng bào các dân tộc miền núi. Tránh trường hợp những nơi được hỗ trợ quá nhiều, còn những nơi lại ít người đến. Linh xin phép quý vị chưa đi vội, vì Linh còn xin thêm sự đồng hành của những công ty mà Linh đã và đang làm việc. Vì chúng ta đã xác định là khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Càng thêm được nhiều sự chung tay, thì bà con miền Trung mình càng được nhiều sự an ủi cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong bài đăng trước đó vào 27 tháng 10 năm 2020, Hoài Linh chia sẻ, một lần đi một lần khó, nên Linh dự kiến sẽ về miền Trung sau bão và lúc ấy chắc số tiền sẽ nhiều hơn rồi. Có thể thấy, mục đích ban đầu của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là dùng số tiền kêu gọi được chuyển đến cho những người dân ở vùng sâu vùng xa. Ông muốn dùng tiền để khắc phục hậu quả sau bão lũ, bởi nhiều nhà hảo tâm, cơ quan chức năng đã vào cuộc cứu trợ ngay khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng đã thông báo mình sẽ không đi vội vì muốn có thêm trợ giúp từ các nhãn hàng, công ty. Liệu có phải dư luận đã hiểu nhầm ý của Hoài Linh trong đợt quyên góp lần này? Các fan sau khi tìm ra chi tiết trên liên tục kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh, không vội vàng.